chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ việt nam 714 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không tám năm 1070 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một bốn và bảy một bốn Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 189908319princesslife.com. Học khu Huntington Beach Union High School District. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với phần 2 của chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV ở trước phần quảng cáo Ngọc Lan đang nói đến việc mà một người đàn ông 33 tuổi uh, trên cái chuyến bay uh, Asiana hôm thứ sáu anh ta đã mở cái cánh cửa máy bay đó bởi vì ông ta cảm thấy ngột ngạt, bị mệt, bị đủ thứ hết thì sau đó thì cảnh sát nói rằng là anh ta khai là trong thời gian qua anh ta bị thất nghiệp, anh ta bị áp lực tâm lý rồi bị stress, bị đủ thứ hết trơn. Uh, trời, uh, thêm nữa cái trừ cái chuyện mà ngày hôm uh, chủ nhật khi mà anh ta bị bắt á thì uh, đồng thời lúc đó nhiều cái chuyến máy bay của hãng này họ đã hủy luôn họ không có bán vé cái chỗ ngồi mà ngay cái cửa thoát hiểm đó nữa ừ. bắt đầu từ hôm chủ nhật là họ những cái ai mà đã mua trước họ cancel hết họ không bán nữa rồi sau đó thì ở trên một số những cái báo chí của ở bên korea đó thì người ta mới đăng cái bức hình À, không biết ai đã chụp được một nữ à, tiếp viên ở trên cái chuyến bay hôm đó cái cô này cổ đã đến để cổ cái lúc mà cũng gần đáp rồi cái lúc mà cái cửa này bị mở bung ra đó thì cô đã đến để cô chặn ở ngay cái cửa đó lại à, để mà muốn là không có muốn một cái thiệt hại nào xảy ra nữa mặc dù lúc đó người ta nói là cái dây cái cây an toàn ở đây nó cũng đã được căng ra nhưng mà người ta chụp được cái hình ảnh cô đang đứng để mà chắn ở ngang cái cửa đó thì khi mà bức hình này lên đó thì nhiều người bắt đầu là người ta cũng bày tỏ cái thái độ rằng là đề nghị ở bên uh, các cái um, cái hãng máy bay này họ phải coi là cái đồng phục dành cho các nữ tiếp viên bởi vì người ta cảm thấy quá tội nghiệp cho cô này trong lúc mà phải mang giày câu gót rồi mặc váy uh, mà đang trong cái hành động là để bảo vệ những người khác thì nói là cái chuyện mặc váy ở trong trường hợp này á nó, nó thấy nó không có tiện lợi chút nào hết uh, làm sao để mà À, những người tiếp viên ở trên máy bay là trong những cái tình huống mà ví dụ như khẩn cấp như thế này họ sẽ là những người đầu tiên để có những cái hành động để bảo vệ hành khách cho mình thì cái chuyện mà liệu mặc những cái váy bó như thế này rồi mang giày câu gót mà chúng ta thường hay thấy đó có có giúp đỡ được gì cho các nữ tiếp viên hay không À, thì khi mà những cái ý kiến này lên thì ở bên các hãng máy bay họ nói họ sẽ xem lại nhưng mà thực sự đó là trong thời gian qua khi mà lựa chọn các cái trang phục cho các nữ tiếp viên họ cũng đưa ra thì cái chuyện mà để mà mặc à, quần á thì bị các nữ tiếp viên đó họ ai cũng phản bác hết mà không phải là một hãng các hãng khác cũng vậy cho nên quý vị sẽ thấy mình đi máy bay hầu hết à, các cái nữ tiếp viên trừ Vietnam Airlines thì mặc áo dài còn lại đó thì là hầu hết là mặc váy ờ, nhưng mà quý vị cũng sẽ thấy rằng mình đi các máy bay của các hãng châu Á đó thì các nữ tiếp viên đều rất là xinh đẹp người nào cũng thon gọn thanh mảnh họ mặc đồ đẹp lắm mình nhìn rất là nhìn rất là thấy là rất là hay nhưng mà thường á quý vị sẽ thấy đi máy bay của mỹ á, thì họ lại không có chọn cái cái tiêu chuẩn mà giống như là đẹp rồi như vậy mà họ ừ. chọn cái người đó có khỏe hay không cái người đó làm sao trong những tình huống đó họ có thể họ giúp đỡ được cho hành khách như thế nào thì quý vị sẽ thấy uh, mình đi lên trên những cái chuyến bay mà nội địa ở hoa kỳ quý vị thấy những người uh, mình thấy cũng người cao tuổi có những người mà thấy họ phúc pháp, pháp có đủ hết á họ không có chọn theo cái tiêu chuẩn là phải có thân hình đẹp đẽ giống như là nhiều chuyến bay của các hãng châu Á thì bây giờ từ cái sự việc này từ cái hình ảnh của cô tiếp viên này thì người ta đặt ra vấn đề là chắc là phải xem lại thứ nhất là về cái trang phục ai cũng mang giày câu gót mà mặc váy thì trong những cái điều kiện như vậy á, thì liệu họ có đủ những cái giống như là cái cách thoải mái hoặc là làm sao để mà giúp đỡ cho khách được à, không nên thay đổi tôi thấy mặc váy vẫn là ok nhất <laughs> Tại vì đó coi qua, qua những cái tấm hình và những cái bộ đồng phục của các uh, tiếp viên hàng không đó. Thì tôi thấy ở đây nè, cô nào cũng mặc váy hết đó. Váy cam, váy đỏ, váy hồng rồi màu xanh, màu đen. Ít cái thấy câu chỉ có mỗi cái cái không biết đây là hãng nào mà thì đồng phục là đây là màu cam mà là mặc quần. Đó mình không biết được. Nhưng mà có một cái đó là tôi thấy mặc váy vẫn là ok. À, các cô mặc váy đều đẹp hết nè, thấy không? Hãng nào cũng vậy hết trơn nè. Các cô đều là mặc váy hết, đa số, đa số là mặc váy chứ không thấy có uh, mặc quần, uh, đó, thì uh, Nhưng mà nói về cái uh, Ông mà bị ngột đó đó chắc cũng do áp lực tâm lý nhiều vì ông nói rằng là, là ông mới mất việc này kia nhưng mà đối với lại cái việc mà đi máy bay mà mở cửa thoát hiểm ra như vậy đó thì nó rất là nguy hiểm uh, cho nên uh, đa số những cái người mà được chọn để ngồi ngay cái chỗ cửa thoát hiểm đó là những người khỏe mạnh nè không có lý do gì về vấn đề tâm thần ừ. để mà có chuyện gì xảy ra thì những người đó là những người đầu tiên mà đứng lên để mở cánh cửa đó ừ. để giúp cho mọi người thoát hiểm cho nên thường thường đó nhưng mà khi quý vị thấy ngay cái chỗ đó là cái chỗ ngồi cái chân nó thoải mái nhất nó không có đụng cái ghế phía trước đó thường khi mà mình muốn mua mình để mình ngồi ở chỗ đó đó không được đâu là tại vì họ sẽ coi theo cái hồ sơ của mình để coi là mình có được ngồi ngay đó hay không Tức giờ là mình là người cao lớn, khỏe, mạnh và đầy đủ chân tay này kia thì mới được ngồi Đấy ở đó Đúng rồi, chứ không có người nào mà bị khuyết tật gì ngồi ở đó hết trơn á ừ. Người thường là họ chọn, họ nhìn theo cái 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 cái, cái, um, lịch hồ sơ lúc mình đi máy bay đó à Khỏe mạnh nè, cao lớn, thí dụ vậy đi À, một bản tin khác xảy ra ở Little Gòn đó là một nhà hàng có tên là Hot Spot ở ngay cạnh cái chợ H ở trên đường Garden Grove đó à, rất là gần với lại cái quán hôm đó hôm đó mình đi quay live stream đó đồ ăn đó Hội An hả Hội An phải đã phải for đó ừ, phải thì đây là một cái quán mà nó vừa là ăn uống mà vừa là có nhậu trong này nữa thì không biết chuyện gì xảy ra vào lúc 11: một ba mươi phút tối thứ bảy thì có một vụ đánh nhau xảy ra ở trong nhà hàng giữa những người ăn uống với nhau. Có thể là bạn và cũng có thể là người lạ nữa. Thì không biết chuyện gì xảy ra thì một trong những người đó đó khi mà đánh nhau thì lại rút súng ra bắn làm cho ba người bị thương và những người bị thương này trong độ tuổi từ 30 tới 40. Có một ông bị thương nặng có nguy hiểm tới tính mạng còn hai người thì bị bắn nhẹ thôi. À, rất là Hên đó là khi bánh xảy ra như vậy thì những người khác ở trong nhà hàng cũng đang ngồi ăn uống thì đã vội đứng lên can thiệp và đè cái người bánh xuống xuống. đó cảnh sát tới bắt ngay lập tức và sau đó thẩm phấn những người trong nhà hàng thì đã bắt cái người mà nổ súng đó đi rồi. Xe cứu thương cũng có đến để mà chở ba người bị thương đi. À, cho tới ngày hôm nay thì không có tin tức gì thêm về những người bị thương đó. Chỉ biết là có một người bị thương nặng và hai người bị thương nhẹ. À, cảnh sát vẫn đang điều tra cảnh sát khi mà được các à, phóng viên tới quay hình này kia đó thì có đại cây theo lê thì họ những hỏi những người hàng xóm xung quanh đó họ nói là cái khu này nó yên lắm từ đó giờ chưa nghe tới những cái vụ bánh nhau trong nhà hàng xảy ra nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi thấy tôi dọn về đây có người nói nha một người việt nam thì nói rằng là tôi dọn về đây ở cũng 3 năm rồi à, tôi thấy nó cũng yên ắng lắm cái khu này nó cũng không có gì xảy ra cả nhưng mà không ngờ thì à, bánh nhau vào tối thứ bảy à, một nhà hàng mà cái khu Little Sài Gòn của mình là trong cái 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 nhà hàng này trong thành phố Garden Grove mà Garden Grove là một trong những thành phố có đông người Việt Nam nữa và cái khu này cũng là cái khu mà đông người Việt Nam mình tới đây để mua sắm nhất là cái chợ H Mart mặc dù là chợ Hàn Quốc nhưng mà người Việt Nam không đi trong đó không à. và đây chung quanh những nhà hàng này cũng là những nhà hàng Việt Nam nha yeah, đây ở trong cái cái khu vực này ở ngay cái góc đường Garden Grove với lại Magnolia đó cho nên khi mà cái sự việc này xảy ra tại vì thường á, nghe mà bắn nhau gì hết cộng đồng Việt Nam ít có cái, cái 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 thói quen hành xử theo cái kiểu bắn cho nên cái Mỹ thì có cho nên ở đây làm cho người ta rất là ngạc nhiên về cái chuyện là ủa đang ăn rồi tại sao cãi vã gì gì đến nỗi mà rút súng bắn nhau hai người bị bắn vào bụng rồi một người thì bị thương nhẹ hơn vân vân Ờ, nhưng mà cái đó là bỏ qua cái chuyện mà bắn nhau đi bây giờ mình nói đến cái chuyện mà đồ ăn thức uống hàng ngày ờ, người ta cái cái một cái khảo sát để cho thấy đó là trong cái dịp memorial day này á thì kép chấp một oh. cái loại kép chấp quý vị biết rồi giống như là gọi là tương T cà tương cà, tương cà. cà đó ờ, người ta dùng để ăn trong cái nhiều món ăn thì nó lại lên giá từ so với lại Memorial Day của năm 2022 sang đến Memorial Day của năm 2023 nó lên đến 28% ừ. 28% nếu mình nhìn cái con số phần trăm mình thấy nó nhiều nhưng mà thật ra nhìn giá tiền á, thì đôi khi cái giá tiền này nó sẽ không có làm cho mình cảm thấy là nó quá lớn lao ví dụ như người ta nói là ở năm ngoái á, nó là 4 đồng mấy thì năm nay nó lên năm ngoái nó 4 đồng uh, 08 sen, năm nay nó lên thành 5 đồng mươi mấy sen cho một chai này, tức là lên 28%, tính phần trăm rất nhiều, nhưng mà tính theo cái cái giá tiền mình mua thì đôi khi nó không có có làm cho mình bối rối, nhưng mà thật ra người ta nói là không phải chỉ có kép chấp không mà trong thời gian qua đó uh, những cái đồ mà nguyên liệu, vật liệu dùng để nấu ăn hàng ngày đó nó lên giá, nó lên giá nhiều lắm. Uh, nó khác với lại uh, những cái uh, hàng hóa khác uh, cái điều này nó cũng ảnh hưởng luôn uh, ở đây thì là ketchup thì người mỹ họ dùng nhiều còn người việt nam mình á thì uh, tương ớt <laughs> tương ớt của uh, huy phong huy phong đúng rồi năm, thời gian qua cho đến bây giờ nó vẫn đang là một cái điều mà người ta đang tìm kiếm quý vị đi tất cả các chợ ở vòng 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 đây tương ớt đó đều đã biến mất khỏi các kệ rồi thì điều gì nó xảy ra và bây giờ đi tìm kiếm mua nó như thế nào xin mời quý vị cùng trở lại với nguyễn trường và ngọc lan sau phần thông tin thương mại